Xin chân thành cảm ơn quý khán giả Vân Dữ băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức của buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị cũng có thể theo dõi trên YouTube cũng như trên Facebook VNA TV. Và cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã comment vào và sharing cho mọi người cùng coi. Và kính thưa quý vị, chương trình này hình thành được bảo trợ bởi công ty Tony Trần với những sản phẩm rất tốt cho sức khỏe của quý vị. Moringa 950, đông trùng hạ thảo, tinh chất nghệ hoặc là sâm Hàn Quốc. Kính mong quý khán giả nhớ theo dõi mỗi ngày trên VNA TV để biết thêm chi tiết. Và sau đây vẫn là những bản tin mà chúng tôi gửi đến cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Tiếp theo cùng với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, Ukraine yêu cầu Tây Phương phải bảo đảm an ninh từ Nga. Tổng thống Ukraine đã yêu cầu phương Tây và nước Nga phải đưa ra những bảo đảm an ninh ngay lập tức khi mà căng thẳng đang càng ngày càng dâng cao. Ukraine cần những bảo đảm an ninh rõ ràng, cụ thể và ngay lập tức. Đó là lời của Tổng thống Zelensky nói ngày hôm nay. Tôi tin rằng Nga phải nằm trong số những quốc gia đưa ra những bảo đảm an ninh rõ ràng. Bình luận của ông Zelensky đã đưa ra khi Nga bắt đầu sơ tán nhân viên ngoại giao, đại sứ quán của họ tại Kiev. Lãnh đạo Ukraine cho biết ông đã nhiều lần đề nghị gặp gỡ Tổng thống Putin nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện tại Đông Âu. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này thì ông Putin vẫn từ chối không có một cuộc họp với giới lãnh đạo. Và trong phát biểu này thì ông Zelensky cũng đã cảm ơn hai nhà lãnh đạo Ba Lan và Litva là những quốc gia vẫn duy trì đại sứ quán của họ ở tại Kiev bất chấp lo ngại về nguy cơ Nga đưa quân vào Ukraine. Và kính thưa quý vị, ông Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh huy động lực lượng dự bị, song bác bỏ khả năng kêu gọi tổng động viên. Bộ Ngoại giao Ukraine cùng ngày đã kêu gọi là công dân lập tức rời khỏi Nga với lý do mối đe dọa về khả năng Nga điều quân tới miền đông của Ukraine có thể làm phức tạp việc cung cấp các dịch vụ trong lãnh sự. Và thưa quý vị, động thái mà ông Putin đã ký vào ngày 21 tháng 2, việc sắc lệnh công nhận độc lập của Donetsk và Lugansk, hai vùng ly khai tại miền đông Ukraine. Và đây là một cái bước đầu tiên để có thể bắt đầu cho cuộc xâm lấn Ukraine. Điều đó thì các nước Tây Phương, kể cả Hoa Kỳ, đều nhận thấy cái đường đi của nước Nga. Tuy nhiên thì Nga lúc nào cũng nói rằng họ chỉ bảo vệ cho hòa bình. Không biết chuyện gì xảy ra trong những ngày sắp tới. Do đó chúng ta phải theo dõi một cách tường tận để thấy những report một cách rõ ràng hơn. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và kính thưa quý vị, tiếp đến là bản tin liên quan đến ngũ giác đai. Đã cho biết thêm, Nga đã đưa quân đội đến thêm ở Ukraine và sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào. Các nhà lãnh đạo phương Tây cho biết vào ngày thứ Tư rằng Nga dường như đã điều động thêm quân đến với miền đông Ukraine, với cảnh báo của ông ngũ giác đai rằng các lực lượng của Nga có thể tấn công vào Ukraine bất kỳ lúc nào. Và chúng tôi tin chắc rằng lực lượng của quân đội đang đưa đến Nga, của Nga đang đưa vào tiếp tục đến các khu vực ở Donetsk cũng như là Luhansk của Ukraine. Đó là theo người thư ký báo chí của ngũ giác đài, đó là ông John Kirby đã cho biết trong một cuộc họp báo. Ông Kirby cũng nói ra là có thể có một khả năng dẫn đến một cái cuộc xung đột bất kỳ lúc nào, và chúng tôi không thể xác nhận một cái thông tin nào chính xác về con số cũng như là sự hình thành quân đội cũng như là cái cấu trúc của nó như thế nào. Tuy nhiên, đây là một cái sự sẵn sàng cho một cuộc hành động bất kỳ lúc nào. Theo lời người phát ngôn của ngũ giác đài cũng cho thấy đã nhìn thấy, thật đáng buồn và không may là không có một dấu hiệu nào mà chúng tôi thấy hoàn toàn ngược lại, có nghĩa là không thấy dấu hiệu nào Nga sẽ rút quân hay là tình hình giảm nhiệt, hay là chúng ta thấy được là cái sự căng thẳng nó giảm đi, chỉ có càng lúc càng tăng. Đó là điều mà chúng ta rất là lo ngại. Và thủ tướng của Latvia trước ngày thứ Tư cũng đã xác nhận rằng quân đội của Nga đang đi nhiều hơn vào khu vực của Donbass, miền đông của Ukraine. Kính thưa quý vị, và quay trở lại với lại tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, thưa anh. Dạ vâng, cũng bản tin chung quanh các vụ của Nga, Ukraine và Hoa Kỳ. Nga nói rằng họ sẽ đáp trả mạnh mẽ lệnh trừng phạt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Và họ cho biết rằng những biện pháp này thì họ sẽ đáp trả lại với Washington. Và dĩ nhiên Washington sẽ phải chịu những phản ứng mạnh mẽ. Thưa quý vị, Nga đã chứng minh rằng họ đã có khả năng giảm thiểu thiệt hại của tất cả các biện pháp trừng phạt. Hơn nữa,
áp lực trừng phạt không thể ảnh hưởng đến quyết tâm bảo vệ vững chắc lợi ích của nước Nga. Bộ Ngoại giao của Nga hôm nay đã ra tuyên bố. Cơ quan này nhận định, Washington tung ra loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm thay đổi hướng đi của nước Nga. Chắc chắn các lệnh trừng phạt này sẽ bị đáp trả một cách mạnh mẽ, không nhất thiết phải căng cứng, nhưng được tính toán kỹ càng và nhạy cảm đối với Hoa Kỳ. Tuyên bố có đoạn viết, Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden ngày 22 tháng 2 công bố đợt trừng phạt đầu tiên và áp dụng với giới tinh hoa của Nga, ngân hàng VEB và ngân hàng quân đội của Nga, loại bỏ khỏi hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ, cấm giao dịch với người Mỹ và đóng băng tài khoản của họ tại Hoa Kỳ. Ông cũng đã áp dụng trừng phạt lên nợ chính phủ của Nga, nghĩa là chính phủ Nga không thể tiếp cận nguồn tài chính phương Tây. Hoa Kỳ đã đưa ra động thái sau khi ông Putin đã duyệt sắc một công nhận độc lập của Donetsk và Lugansk, hai vùng ly khai tại miền đông Ukraine, đồng thời ký hiệp ước hợp tác với lãnh đạo của hai khu vực này. Trong bài phát biểu nhân dịp Ngày Bảo vệ Tổ quốc 23 tháng 2, ông Putin là ngày hôm nay cho biết Moscow sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao của phương Tây, nhưng nhấn mạnh họ không bao giờ nhân nhượng bởi vì đây là sự bảo vệ cần thiết cho đất nước của Nga. Nói như vậy có nghĩa rằng Nga không bao giờ từ bỏ cái ý định mà rút quân đâu. Và chúng ta biết rằng trên 100.000 quân để mà đi vào bảo vệ cho cái sự hòa bình của hai cái nơi được gọi là Donetsk và Lugansk thì không có lý, bởi vì thật sự hai cái vùng này rất là nhỏ, thành thử ra không cần phải nghĩa là dùng một số quân đội quá lớn. Người ta nói là giết một con ruồi đâu cần phải cái dao đồ tể của dao giết voi. Thành thử ra điều này nó có nghĩa rằng Putin đã chuẩn bị rất là kỹ, và có lẽ là sau cái đợt dàn quân một cách mạnh mẽ này thì họ có thể là tiến đánh Ukraine bất cứ lúc nào, mình cũng không biết được. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và tiếp đến nữa, kính thưa quý vị, Tổng thống Biden đang áp đặt các lệnh trừng phạt lên ống dẫn dầu Nord Stream 2. Tổng thống Biden vào ngày hôm nay đã công bố các lệnh trừng phạt đối với công ty đứng sau đường ống dẫn khí gây tranh cãi của Nga nhằm trả đũa những quyết định của Moscow đối với Ukraine. Và Tổng thống Biden cho biết nguyên nhân tuyên bố rằng là chính quyền của Tổng thống đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nord Stream 2 lên công ty là công ty AG, là công ty mẹ của đường ống dẫn dầu Nord Stream 2, tức là công ty Nord Stream 2 AG. Các quan chức của công ty cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước cái lệnh trừng phạt này. Và Tổng thống Biden nói các bước này là một phần khác trong đợt trừng phạt đầu tiên của chúng tôi đến với lại các công ty và liên quan đến đường ống dẫn dầu của Nga. Năm ngoái, chính quyền Tổng thống Biden đã từ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với đường ống dẫn dầu này, tạo nên một sự phản đối từ các đảng viên đảng Dân Chủ và cũng như đảng Cộng Hòa, những người nói rằng là nên có đường lối cứng rắn hơn với Nga. Và quyết định của chính quyền Tổng thống Biden trong việc từ bỏ các lệnh trừng phạt đối với đường ống dẫn dầu được coi là một hành động nhằm xoa dịu nước Đức sau khi các mối quan hệ rạn nứt dưới thời của chính quyền Tổng thống Trump, khi mà chính quyền Tổng thống Trump là nhất quyết giống như là bây giờ bắt buộc NATO phải đóng, tất cả các thành viên của NATO phải đóng tiền giống như nước Mỹ đã đóng góp rất nhiều cho NATO, thì kêu gọi các nước đồng minh NATO phải đóng như những gì Mỹ đã đóng tiền. Đó, cho nên là từ đó bắt đầu là có những xích mích, đặc biệt là có phần nguội lạnh đối với Đức. Thì lúc đó là phải xoa dịu Đức bằng cách là chính quyền của Tổng thống Biden là dường như là tạm không có những cái trừng phạt đối với lại công ty mẹ của đường ống dẫn dầu Nord Stream 2. Nhưng mà bây giờ trước tình hình này và trước cái lời hứa chắc như đinh đóng cột rằng nếu Nga thực hiện bất kỳ một cái cuộc xâm lược nào vào Ukraine thì sẽ phải trả giá bằng cái đường ống dẫn dầu của Nord Stream 2. Nhưng mà quý vị vẫn phải có một cái điều rằng Đức chính là cái người cầm chìa khóa, chính là cái người mà có thể có sức ảnh hưởng đối với đường ống dẫn dầu Nord Stream 2. Mà nếu như Đức không chung tay để mà cùng thực hiện cái lệnh trừng phạt này thì nó sẽ không thành công. Và Tổng thống Biden hứa sẽ cùng với lại những cái người mà chịu trách nhiệm với đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 sẽ thực hiện lệnh trừng phạt. Nhưng mà Thủ tướng Đức là ông Olaf Scholz đã ngừng hứa hẹn sẽ chặn đường ống dẫn dầu này một cách rõ ràng. Tức là ông chỉ nói bâng quơ là chúng tôi sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết, chứ không nói rõ rằng chúng tôi nhất định sẽ
ngắt đường ống những dòng đọc xuyên siêu, không hề như vậy. Khi mà ông đã đến với Tòa Bạch Ốc để mà cùng nói về tình hình của Nga và Ukraine, cho nên là chúng ta sẽ phải chờ khi mà Tổng thống Biden nói là nhất quyết sẽ có sự trừng phạt đối với lại công ty đang sở hữu đường ống dẫn dầu Nord Stream 2, đó là công ty Nord Stream 2 AG. Thì bây giờ lệnh trừng phạt có như thế nào và Đức có ủng hộ cho việc này hay không? Thì cái sự việc trừng phạt nó mới có thể đi đến thành công. Và quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, thưa anh. Dạ vâng, ông John Kerry là đặc phái viên của Hoa Kỳ đại diện cho ông Tổng thống Joe Biden đã đến Việt Nam ngày hôm nay và đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết COP26. Và Hoa Kỳ đã đánh giá cao những cam kết chống biến đổi khí hậu của Việt Nam tại COP26 và hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu này. Ông John Kerry nghĩ rằng Việt Nam đã có cam kết rất tốt tại COP26 ở Glasgow. Và vấn đề biến đổi khí hậu, ông John Kerry nói tại sự kiện công bố quỹ thách thức đổi mới sáng kiến tại Hà Nội sáng hôm nay, ông cho rằng lãnh đạo Việt Nam rất quyết tâm và đang cố gắng để có thể thực hiện đưa đất nước vượt qua những thử thách đối mặt với những vấn đề biến đổi khí hậu. Và tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 ở Glasgow, Scotland hồi tháng 11 năm 2021, thì Việt Nam cũng đã cam kết để có thể loại bỏ những sản xuất về điện than, cũng như là ngừng xây những nhà máy nhiệt điện. Thì đó là những cái điều mà chúng ta nghe hứa, nhưng mà thật sự thì trong những cái bản tin trước đây, chúng tôi cũng đã có một bản tin nói rằng Việt Nam đang mua lại một vài cái nhà máy cũ của Trung Quốc để đem về Việt Nam xây dựng nhà máy than. Chuyện đó nó là một sự tréo cản ngỗng mà chúng tôi cũng chưa có một sự kiểm chứng. Tuy nhiên thì Việt Nam nói một đằng là một ngã là cái chuyện rất là bình thường, thành thử ra nói để xoa dịu cho vui, chứ còn thực tế tin Việt Nam thì chưa chắc tin nổi, bởi vì Việt Nam làm sao mà có thể có nhiệt điện mà không có than đá, thì đó là điều mà chúng ta question. Tới đây xin trân trọng kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ băng tần 57.3, 16.10 và 26.9 để nghe những bản tường trình rất là nóng của Việt Nam American TV. Cảm ơn tất cả quý vị.